mình là Irene đến từ Coi 68 TV. Hôm nay thì mình rất vui khi được quay video này, bởi vì đây sẽ là một video có nội dung rất là đặc biệt. Sẽ không phải là một video chia sẻ kiến thức hay là thông tin về thị trường như mọi lần. Trong video ngày hôm nay thì Irene cũng như đội ngũ Coi 68 muốn chia sẻ đến anh em một cột mốc cực kỳ quan trọng và đặc biệt trong hành trình của chúng mình, đó chính là sự kiện sinh nhật lần thứ 7 của Coi 68. Nhân dịp này chúng mình muốn nhìn lại hành trình 7 năm vừa qua, cũng như là gửi lời cảm ơn, lời tri ân tới tất cả những độc giả, người xem và tất cả những người đã ủng hộ chúng mình trong suốt thời gian vừa rồi. Đồng thời thì nhân dịp này thì chúng mình cũng sẽ tổ chức một sự kiện vô cùng là đặc biệt với nhiều phần quà hấp dẫn dành cho cộng đồng, như là một lời cảm ơn mà chúng mình muốn gửi tới tất cả những anh em. Vì vậy cho nên là anh em nhớ xem hết đến cuối video này để nắm được thể lệ cũng như là cách thức tham gia của chương trình nhé. Rồi đầu tiên thì chúng ta hãy cùng nhìn lại một chút về hành trình của Coi 68. Coi 68 thì được thành lập vào năm 2017, tức là tính đến nay năm 2024 thì chúng mình đã đạt được cột mốc là 7 năm. Từ trước tới giờ thì Coi 68 luôn được định hướng là một trong những chuyên trang kiến thức và truyền thông hàng đầu tại Việt Nam về lĩnh vực tiền mã hóa. Và đội ngũ Coi 68 thì luôn xây dựng uy tín ở cả trong Việt Nam, lẫn khu vực Đông Nam Á và cả ở trên thị trường quốc tế. Hơn thế nữa thì với mong muốn là xây dựng một cộng đồng crypto Việt Nam thật là vững mạnh thì đội ngũ Coi 68 đã luôn đồng hành cùng tất cả những anh em và luôn góp phần khẳng định vị thế của Việt Nam ở trên bản đồ crypto của thế giới. Đối với chúng mình thì sinh nhật sẽ là ngày để chúng ta có thể chia sẻ với nhau những câu chuyện và trao gửi niềm vui bằng những món quà. Cho nên là trong dịp sinh nhật lần thứ 7 lần này thì Coi 68 sẽ tổ chức một sự kiện để tri ân tới cộng đồng, những người đã ủng hộ chúng mình, để cảm ơn mọi người đã luôn dành tình yêu thương và đồng hành cùng đội ngũ Coi 68. Nội dung chính của sự kiện lần này thì sẽ bao gồm hai chương trình như sau. Thứ nhất là chương trình kể chuyện có tên là 7 năm đồng hành và những câu chuyện cùng nhau. Chương trình thứ hai là chương trình rút thăm trúng thưởng có tên là tri ân độc giả 7 năm gắn bó. Cụ thể về hai chương trình này thì như sau. Chương trình thứ nhất là kể chuyện, thì ở trong chương trình này anh em có thể chia sẻ lại những câu chuyện, ví dụ như là kinh nghiệm của anh em ở trong thị trường tiền mã hóa này, những thành công, thất bại hay là lý do anh em vẫn còn đang gắn bó với thị trường này, hoặc là tại sao anh em đã rời bỏ thị trường, hay là những bài học mà anh em đã rút ra chẳng hạn. Thậm chí là chỉ là những mẩu chuyện nhỏ, những kỷ niệm vui buồn của anh em khi tham gia thị trường thôi thì anh em cũng có thể chia sẻ lại với tụi mình và gửi về cho chúng mình. Thời gian của chương trình này thì sẽ bắt đầu từ ngày 9 tháng 4 cho đến ngày 22 tháng 4 với tổng giải thưởng là 800 đô. Ngoài ra thì anh em cũng sẽ có cơ hội nhận thêm vé tham dự của chương trình GM Việt Nam và áo thun của Coi 68, cùng với cơ hội là giao lưu và gặp gỡ trực tiếp với đội ngũ của chúng mình ngay tại văn phòng của Coi 68 luôn. Những thông tin chi tiết hơn về thể lệ, cơ cấu giải thưởng cũng như là cách thức tham gia của cuộc thi này thì mình sẽ để phía bên dưới phần mô tả và bình luận cho anh em. Anh em hãy ấn vào và đọc kỹ thể lệ của chương trình nhé. Còn chương trình thứ hai nằm trong khuôn khổ sự kiện sinh nhật lần thứ 7 của Coi 68 thì sẽ là một chương trình mà chúng mình sẽ tổ chức rút thăm trúng thưởng may mắn. Chương trình này thì sẽ dành cho tất cả mọi người, có thể lệ rất là đơn giản và cách thức thực hiện dễ dàng. Cụ thể là Coi 68 sẽ tổ chức chương trình rút thăm ngẫu nhiên ở trên hai nền tảng là QuestN và Kasi. Thể lệ tham gia thì anh em sẽ làm những cái nhiệm vụ đơn giản ở trên QuestN và Kasi, với những nhiệm vụ như là tương tác mạng xã hội hoặc là trả lời một số các cái câu hỏi đơn giản. Thời gian của chương trình này thì cũng sẽ bắt đầu từ ngày 9 tháng 4 cho đến ngày 22 tháng 4 với tổng giải thưởng lên tới 1.200 đô, bao gồm là 60 giải, mỗi giải có trị giá là 20 đô. Đường link tham gia chương trình này ở trên hai nền tảng trên thì mình cũng sẽ để phía bên dưới phần mô tả và bình luận cho anh em nhé. Vậy là vừa rồi thì Irene đã chia sẻ cho anh em những thông tin về sự kiện sinh nhật 7 năm của Coi 68 rồi. Anh em có thấy hào hứng hay không? Một lần nữa thì thay mặt đội ngũ Coi 68 thì Irene xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới tất cả các anh em, dù là anh em mới biết đến Coi 68 hay là đã đồng hành cùng chúng mình trong suốt thời gian qua những thăng trầm của thị trường. Nếu như không có sự ủng hộ của anh em thì chắc chắn sẽ không có Coi 68 như ngày hôm nay. Vì vậy cho nên là chúng mình sẽ luôn biết ơn và sẽ cố gắng nỗ lực nhiều hơn nữa để đem đến những thông tin hữu ích và kiến thức bổ ích cho anh em ở trong thị trường crypto. Hy vọng là anh em sẽ ủng hộ sự kiện sinh nhật lần này của Coi 68 và mình chúc cho anh em sẽ nhận được thật nhiều quà từ chúng mình nhé. Mọi thắc mắc về chương trình cũng như là sự kiện trên thì anh em hãy để lại ở phía bên dưới phần bình luận. Mình sẽ cố gắng trả lời sớm nhất cho anh em. Cảm ơn anh em một lần nữa và hẹn gặp anh em trong những video tiếp theo. Bye!